Báo Henan Metropolis Tai Sơn đưa tin, vài ngày gần đây bốn học sinh tại một trường tiểu học tại đô thị Biện Cương, huyện Phù Câu, đô thị Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam Trung Quốc, phải nhập viện vì thầy giáo bắt ăn rác. Theo như phóng viên đưa tin, trường tiểu học Thủy Tuyền thuộc đô thị Biện Cương là trường tiểu học nội trú. Tối ngày 7 tháng 9, thầy Giang chủ nhiệm phòng giám sát đạo đức học sinh đến phòng ngủ của các em để kiểm tra vệ sinh. Tại đây do phát hiện học sinh trực nhật không chịu dọn vệ sinh phòng, rác không chịu đổ, ông khó tính nói ăn đống rác đó đi rồi quay lưng ra đi phòng. Kết quả bốn em học sinh vì quá quảng hồn liền nhập tổng thể số rác dưới nền nhà lên ăn. Hình ảnh một trong số bốn em học sinh tại bệnh viện. Ngay sau đó, bốn em học sinh đều hiện ra hiện tượng đau bụng, tiêu chảy, trong phân còn kèm theo rác. Theo thành tựu kiểm tra tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện túi bóng, giấy, giỏ hoa quả trong dạ dày của bốn em này. Tính đến thời điểm hiện tại, ba trong số bốn em đã được xuất viện, duy chỉ có một em được điều chuyển đến Trịnh Châu để điều trị kỹ hơn nhưng tình hình đã ổn định, không có gì đáng lo lắng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, phía nhà trường đã báo cáo cho biết, thầy Giang lúc đó chỉ đơn thuần là dùng lời nói để trách mắng các em, chứ không hề bắt ép học sinh phải ăn rác. Tuy nhiên nhà trường cũng cam kết sẽ tiến hành điều tra rõ tổng thể sự việc. Ngày 15 tháng 10, phòng giáo dục của trường tiểu học Thủy Tuyền đưa ra báo cáo chính thức, hiệu trưởng của trường đã bị bãi chức, vị giáo viên trong vụ việc trên cũng đã bị cảnh sát bắt giữ để điều tra. Theo hệ năng Metropolis Tài Sơn, Tao Ti Ai, Com As U Tỷ 747 Triệu Tỷ 955 Nghìn Tỷ 944 Tỷ 275 Triệu 051 Nghìn 016